để các du khách. Hiện nay chúng tôi có nhận được một chiếc chìa khóa smart. Đây đang đen hơn. Đánh rơi. Nhưng mà chúng tôi nhà đánh rơi thì xin mời quay về phía ban tổ chức để nhận lại chìa. Xin trân trọng thông báo. Bánh trưng này bánh tròn, bánh vượt gù, bánh vượt gù, bánh còng luôn, bánh khù ấy, kiểu là người Giao. Chào mừng các đội tham gia phần thi theo và phần thi gói bánh. Chúng ta để ý như sau: mỗi đội chúng ta sẽ có. Bây giờ mình bắt đầu gói chính thức. Kệ người ta quay việc của người ta, kệ người ta. Cái trung dung này được phết đấy nhỉ? Đẹp mà. Zoom được không? Được. Nhưng mà mình không dùng áo nó. Không dùng áo nó cho nên cũng dùng được. Zoom được. Đó là lá bông chích. Đúng rồi. Và là 30cm. Quấn là 12 vòng. Các bạn lưu ý là bánh đạt tiêu chuẩn là ở phần lưng gù. Ở phần gù đạt 6-7cm. Đội nào gói bánh đảm bảo đúng quy cách và nhanh đẹp không quá thời gian tối đa sẽ đạt 10 điểm. Nếu đội nào gói sai kích thước, vòng lạc, chiều dài và quá thời gian sẽ bị trừ. Nội dung tương ứng là 2 điểm. Các đội lưu ý là kích thước quy định là 6-7cm, chiều dài là 25-30cm. Nếu gói dài quá là sẽ không được tính điểm. Để ý chiều dài nhé, để ý chiều dài nhé. Các màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, sặc sỡ, trong đó màu đỏ giữ
tượng những họa tiết hoa văn được thêm ở vùng gấu áo, gấu quần, ở tháp hoa vũ với họa tiết hình quả xá, hoa lá, cây cối, chim chuông. Thưa quý vị, các đội của chúng ta đã trải qua 5 phút đầu tiên và mỗi đội đều đã đưa ra cho mình 1 đến 2 thành phẩm và có những đội đã chuẩn bị cho ra 4 thành phẩm rồi. Bố lấy lại nhanh nhanh anh nha. Những người con gái sao của chúng ta có đôi bàn tay vô cùng khéo léo và nhanh nhẹn với nhiều năm kinh nghiệm gói bánh của người đồng bào mình. Thì ngày hôm nay tại lễ hội xã Hà Lô, người gái của chúng ta, các chị em phụ nữ của chúng ta đã thể hiện cho đôi bàn tay khéo léo cho tất cả các quý vị chúng ta được chứng kiến. Hai người thôi nhưng mà hai người chỉ người thôi.
kiếm những cái thứ hôm nay nay các anh nhá đóng đến hôm nay được xem rồi. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái rồi. Chúng ta đã có 11 phút và đội Hà Lô 1 đã hoàn thành xong sản phẩm theo của đội mình ạ. Bình tĩnh là kỷ niệm. Thank you.
sẽ còn thiết kẻ có chiều dài là 30 cm để cho từng chiếc bánh một. Như vậy là sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả các bộ. Và vòng lạc là 12 vòng. Số bánh thì toàn bộ cái này đẹp nhất. Này cái này cũng ngồi ở đây. Cái đẹp nhất rồi. Cái này đẹp nhất. Cái này á. Cái này đẹp. Cái này đẹp quá. Nó đều nhau là nó này kích thước này đều nhau hết. Em ơi, em điện thoại chưa?
10 chiếc bánh và 10 chiếc bánh này đều đạt yêu cầu so với quy chế ban tổ chức phiên chợ này. Cái này đạt yêu cầu. Thank you.
Cam quá à? Cá sối hà lâu đây. Ôi, quá to rồi nè. Cái này có khi dài hơn cái này kia. Này nó chỉ ra hơn đấy.